Tình huống đó đối với em rất là tiếc, nhưng mà em nghĩ là trận đấu vẫn còn và em vẫn tiếp tục. Đây là một khoảnh khắc nhanh và em đã tận dụng được nó. Một cú đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới Hà Nội FC. Dù rất đau sau pha va chạm trước đó, nhưng Trần Thành Trung tràn đầy cảm xúc. Dễ hiểu thôi, đó là cú đánh đầu của khát vọng. Lần đầu tiên, chàng trai quê Thừa Thiên Huế lập công ở sân chơi V-League. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Vietten FC tại mùa giải V-League 2023. Em xin chúc mừng toàn đội đã giữ lại một điểm. Và em rất là cảm ơn ban lãnh đạo và ban huấn luyện đã tạo cơ hội cho em được ra sân và thi đấu. Và bàn thắng đấy là một bàn thắng đầu tiên của em cho câu lạc bộ bóng đá Viettel trong mùa giải chuyên nghiệp. Và em thấy rất là vui mừng và hạnh phúc và rất là cảm thấy rất vinh dự. So với lứa cầu thủ 2000 tài năng mà Vietten FC sản sinh, Danh Trung nổi bật sớm nhất chứ không phải như Mạnh Dũng hay Thanh Bình, thường xuyên là nhân tố quan trọng trong các đội trẻ Vietten hay các đội tuyển trẻ quốc gia. Tuy nhiên đã có quãng thời gian chàng cầu thủ được gọi là hot boy này chứng lại. Việc khó cạnh tranh ở đội 1 khiến Danh Trung không có nhiều cơ hội được thử lửa ở sân chơi V-League dù được đôn lên thi đấu. Thế nhưng, Vietten FC những mùa giải gần đây luôn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ, coi đó là hạt nhân để hướng tới tương lai. Điều này được câu lạc bộ tiếp tục khẳng định tại lễ xuất quân mùa giải mới 2023. Chính vì thế, Danh Trung và không ít những cầu thủ cây nhà lá vườn có cơ sở để phấn đấu. Thời khắc đã đến với Danh Trung khi Vietten FC cần tăng cường tấn công khi đang bị Hà Nội FC dẫn bàn. Và niềm tin của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cũng như ban huấn luyện Vietten FC được đền đáp. Danh Trung trong cái quá trình tập luyện cũng như là cái giải tiền V-League cũng đã cho tôi được cái niềm tin, và các bạn ấy cũng thể hiện được cái tinh thần trong tập luyện. Chính vì vậy mà tôi tin tưởng Danh Trung. Hôm nay tôi rất là vui khi mà đưa Danh Trung vào vì Danh Trung đã ghi bàn. Bàn thắng vào lưới Hà Nội FC chưa thể khẳng định sẽ giúp Danh Trung được thi đấu nhiều hơn, nhưng đó là đòn bẩy để không chỉ cầu thủ quê Thừa Thiên Huế mà là động lực cho tất cả các cầu thủ trẻ của Vietten phấn đấu. Họ có thể chứng minh tài năng, chứng minh có thể làm được khi được chào cơ hội. Ghi bàn vào câu lạc bộ bóng đá Hà Nội không dễ, và em sẽ lấy điều đấy để làm động lực cho các trận đấu tiếp theo. Bàn thắng đầu tiên của mùa giải thực sự là khoảnh khắc trọng đại sẽ đi theo Danh Trung trong suốt sự nghiệp. Như chính Danh Trung chia sẻ, đó là đòn bẩy để anh tiếp tục tiến lên. Cú đánh đầu của Danh Trung cũng tiếp thêm niềm tin cho Vietten FC trong quan điểm sử dụng tài năng do chính câu lạc bộ đào tạo.